Hello anh em, lời nói đầu tiên Hiệp Chương xin chúc tất cả anh em ngày mới vạn sự như ý và thành công trong công việc. Hôm nay ngày 6 tháng 8 năm 2019, em xin ra mắt giới thiệu với anh em 5 phôi nha anh em. 5 phôi giá rẻ, giá sinh viên cho anh em ha. Hôm nay là ngày 6 tháng 8, em về được 5 phôi à. Em quay dòng sơ bộ cho anh em. Có 2 cây dáng trực, 3 cây quái bonsai nha anh em. Cây có mã số 1 dáng trực, tay cành đều, đế đều, nhìn chơi. Số 1 vành cốm nó 30, cao 80, giá cốm nó 2,2 triệu. Số 2, mã số 2 vành em nó 30, cao 95, dáng trực, tay cành đều, đế đều, cũng giá 2,2 triệu. Đế đều tại cành đều anh em. Cây số 1, cây số 1, cây số 2 đồng giá cây 2,2 triệu ha. Cây số 3 dáng thú, chơi đổ được nha anh em. Dáng thú có mã số 3 quải 2, cũng già cậy lắm rồi. Mã số 3 hoành 15, giá 2 triệu. Cây số 4 dáng siêu, dáng siêu có mã số 4, dáng siêu mừng tượng như con thú vậy anh em. Mã số 4 giá 1,8 triệu. Số 5 đế đẹp, số 5 hoành 21, hoành 21 cao 50, số 5 thăng lắc anh em, có giống lắc đẹp ha. Giá cũng 1,8 triệu. Em quay hết sơ bộ tổng nha anh em. Ngoài trong đi ra ngoài nó hơi tối nha. Cây hai cây dáng trực này đế đẹp nha, đế đều, cục cành đều. Số 1 dáng trực hoành 30, cao 80, giá 2,2 triệu. Số 2 hoành 30, cao 95, giá cũng 2,2 triệu. Số 3 hoành 15, dáng bonsai quái nha, để đổ cũng được nha anh em. Giá 2 triệu. Số 3 giá 2 triệu. Số 4 dáng siêu, đế thú, giá 1,8 triệu. Số 5 bình 21, giá 1,8 triệu. Rồi, cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ mình ha. Anh em có yêu quý Hiệp Chương thì bấm đăng ký kênh để anh em mình kết nối đam mê ha anh em.